Nguyễn Quang đạt là tràng cơ trưởng nổi tiếng trên mạng xã hội khi sở hữu phun combo đẹp trai, giỏi trang lại còn có cả tình yêu đẹp với travel blogger Hà Chúc. Con đường sự nghiệp của anh cũng cực ấn tượng khi đã lên chức cơ trưởng máy bay A230 năm 23 tuổi và hiện đã khá thành đạt ở tuổi 30. Vì vậy mà những chia sẻ, câu chuyện của Quang đạt ở trang cá nhân cũng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen và có ảnh hưởng nhất định với hàng trăm người theo dõi anh. Cơ trưởng Quang đạt Mới đây, Quang Đạt đã khiến nhiều chú ý khi mở lòng tâm sự với dân mạng về những gì mình đã trải qua trong cuộc sống ở phần Cua Va. Đối tượng mà anh lựa chọn trả lời câu hỏi là cánh mày dâu vì thấy cứ 10 người theo dõi mình thì có đến 8 bạn nữ nên thấy thiệt thòi cho các anh em. Đáng chú ý nhất phải kể đến tâm sự của Quang Đạt khi một người hỏi về điều mà anh cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống từ 20, 25 tuổi. Đáp án của cơ trưởng điển trai là vì kiếm được tiền. Quan Đạt cho biết thanh toán xét đầu tiên mà anh nhận được là 45 triệu vào năm 2011, số tiền rất lớn ở thời điểm đó. Sau đó, anh đã phải trở thành trụ cột tài chính của gia đình khi ngoài 20 tuổi và điều này khiến Quan Đạt cảm thấy mệt hơn cả. Cơ trưởng điển trai cũng giải thích rõ ràng về cảm giác đó. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng thực ra là mình chỉ thấy mệt thôi, chứ còn mình đã, đang và sẽ luôn luôn làm. Mọi người coi mình là chiếc phao cứu sinh không thể giữ lại tiền để đầu tư vào bản thân và tích lũy tài sản là thứ mình hơi tiếc. Vì không có tài sản, mình mất đi nhiều cơ hội làm giàu trong thời gian sau đó. Nhưng sự căng thẳng khi bạn chịu trách nhiệm trước người thân về tài chính thực sự là một việc quá mệt so với một người trẻ như mình hồi đó. Sau này mình học được nhiều bài học hơn về quản lý tài chính, mọi chuyện trở nên đỡ mệt hơn. Quang Đạt còn cho biết mình cũng nhiều lần bị mất phương hướng không phải có đích đến rõ ràng và dễ dàng băng băng về phía trước. Ngay cả thời điểm hiện tại, anh cũng đang nghĩ đến việc đi học một ngành nghề mới. Ngoài ra, cơ trưởng nổi tiếng này khuyên rằng không nên theo học nghề phi công ở thời điểm này nếu kinh tế không dư giả. Ảnh IG nhân vật